Quý vị các bạn nhé, con nha, con này bữa nay đi chơi lên tháp Tràm nhé. Trong đây cũng có khu lưu niệm à? Lưu niệm như xem sao? Đến tháp đúng không? Đây, sóc bông trải nghiệm như thế này. Đây là cái thân nóc trong tháp rồi này. Đấy. Đấy. Tháp Tràm máy trên kia. Ta làm những cái gạch cái đất ở đây nó hay cái là đấy cho toàn mừng à, nó xây không có chát. Mày lên chỗ này không? Chiều mát rồi quý vị các bạn nhé. Mà xong một trải nghiệm mà phát rang tháp Tràm quý vị các bạn nhé. Đấy, tháp Tràm rất là đẹp. Có các em đá bóng. Đi lên khu này khám phá khu đằng sau của núi. Đây là đường đi lên. Đấy. Núi đường Phan Rang tháp Tràm. Lên quý vị xem. Thì ở dưới chân núi quý vị các bạn nhé, nhìn lên đó. Đó, bên này có đường đi đẹp chưa? À, cái rào. Rào. Rào cũng đẹp ha. Rào xây cũng đẹp. Đây là xung quanh núi Tháp Tràm này. Khát nước rồi. Những đường đông mà đi vào người ta phát cho mỗi người một chai nước đấy. Có chứ, nó em được vào nó phát có mức người chai nước thật nọc ấy. Sao là mình không lấy. Đây chỉ này. Đi một vòng. À, có lối đây. Lối đi đây. Có một cái lối lên. Đó.
quanh núi ấy. Đấy, gọi là đi một vòng xung quanh tháp Chàm. Đấy, đường lên. Đây đường đi xe điện. Đúng rồi. Xe điện không người. Đây chúng ta đi lên nữa nào. Trên đây. Đây nha. Ngay cho con sóc lên chơi. Đấy. Đấy, quý vị nhá, đi phòng vòng lên nhá. Nhưng mà người ra phía trước, người ra phía trước. Người đi ra phía trước. Đi ra phía trước. Đấy. Chiều này vẫn có khách lên chơi nhá. Đó, rồi, lôi hơi mệt. Căng quá. Ê. Ê, quý vị quá. Sóc này nó luôn sợ độ cao. Là di tích kiến trúc nghệ thuật điêu khắc tháp Chàm. Đi lên bằng ô tô xe máy, xe điện đi. À, xe điện. Đi từ này lên đây. Chắc mình xuống. Xuống đường nào cũng được, đầy. À. Đấy, chắc đường này lên ô tô điện. Đấy, đây là nhìn ra thành phố rồi. Đây mình lên ha. Đây. Cho mọi người xem cái view đẹp. Đây, view ở dưới. Đi toát mồ hôi à. Tắm hồi. Đấy. 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 Các bạn nhé. Đấy. Nó tháp Chàm đấy quý vị các bạn nhé. Giờ mình lên. Đây. Đấy. Ui, quá đẹp. Ôi, cao quá. Có cái loại sóc rừng kia nó nhỏ hơn con này nhưng mà nó sọc. Lóc cái đó là đốc đất, xong này sóc bông. Sóc mè. Mè rất là đẹp các bạn ạ. Cho lên cái mè chơi nhá. Nó thích tí nó chạy lên đây rồi đó, nó chưa quen nó quen là nó bắt đầu nó chạy. À, được cái mà đi nó nắng. Đúng rồi, con này nó cũng sợ độ cao.
cao hay nằm nước bò bò. Cái mè rất hay nhá, cái mè rất đẹp. Mè này bị đỏ đấy á. Giờ nó tự nhiên luôn. Kỳ đó. Nuôi nó mà. Xích nó quen. Phải xích vào đấy, lúc đi là phải xích này vào. Chứ còn không để nó chạy. Thắt chạm. Người lâu chơi chú? 5 năm rồi. Nó già rồi, con này nó già rồi. Nó đẻ nhiều lứa bây giờ, từ 21 giờ là nó không đẻ nữa. Tại Covid phải đi cách ly rồi này nọ không có chăm được. Đây là công đức. Chào quý vị các bạn nhé. Cầu mong cho chuyến đi được suôn sẻ như quý vị các bạn nhé. Cái hầm công đức này. Để cho chuyến đi của Sóc Bông được thuận lợi này. Ok. Đây thì mình vừa mới bỏ hầm công đức vào đây các bạn nhé. Rồi xuống nhà nắng ở trên đấy nắng. Đồ gì ăn? Quay ăn rồi. Xuống được không? Trải nghiệm trên cây me thấp chà. Đang nuôi ạ. À nuôi à. Đang em nuôi. Được ở đây. Đang nuôi thả ra cho nó chơi. À, ghê đấy, có thể to đấy. À. Bác nuôi con này mà thuần được là khó ghê đấy chị nhỉ. Nuôi từ bé. Từ bé nó đẻ mấy lứa giờ nó già này. Này đi chơi cho nó đi chơi. Còn mấy con của nó ở nhà. À, và... nuôi mấy cặp nhà nó sinh sản. Con này nó hết lứa đẻ rồi thôi. Sợ được. Sờ thoải mái, cứ sờ, đừng cứ sờ thoải mái, không vấn đề gì cả. Nuôi được cái loại này một thuần mà khó mấy chú nhỉ? Đúng rồi. Rất chi là khó. Kệ nó, nó mải chơi thì cứ để nó chơi. Mải chơi cứ để nó chơi, tí nó xuống, mệt là nó xuống. Ừ. Đấy, thích lắm, nó lên cây được nhanh quái. Nó leo nhanh, nhanh như sóc. Cái này nó bay, nó leo cây nó bay. Này, hơi lớn rồi mà mình quay cho cái kì. Đó. Rồi, coi Sóc nha, Sóc đang ở trên cây me. Chơi đã luôn, không thèm xuống rồi nữa.
béo. Con béo lên kia trời. Đấy. Thích cây me, cái me đây, cái me. Nó còn cắn gặm. Đấy, phải chơi à. Mải chơi, gọi xuống dần xuống nha. Ăn ra cái gì mà mày ăn cái đấy? À. Ăn, không có cây. Đấy, nó lại thích lên, nó thích lên, nó chơi. Mình gọi nó xuống. Con non thì, à, con nhỏ thì chú có bán không? Cũng có bán. Để góc đằng sau quý vị các bạn nhé. À, đây là cái cây mủ chôm quý vị các bạn. Cảnh đẹp không? Nó đông người nên mình phải xích nó lại cho nó nhát á. Nè béo, béo. Đi nắng khát nhá. Đi lên Tháp Chàm mà nắng khát này. Cầm cái bình nước uống này, ôm chặt lên luôn. Đó. Cái cảnh này. Uống nước giữa Tháp Chàm này. Trời nắng quá mà. Hát lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây uống. Đấy, nha. Bám. Nó sợ mình cầm ra là nó bám. Quanh thành phố luôn. Đây chị ra thành phố nhé. Đấy, thành phố đẹp không? Đúng, sáng. Hai cây me này. Ừ. Xuống đi. Xích rồi không cành đâu. Chạy hả? Cây me, me rất đẹp nha. Đó, cây me rất đẹp. Rồi. Nó có beo xuống giờ không xuống thì phải lôi xuống giờ luôn.
cắn cành khô. Vớ cành khô. Vớ cành khô tí tía. Công đức của thằng kia. Cái gạch tôi định xem nhé. Gạch này nó okay. Che lên đâu? Nhìn đấy, mẹ quá đẹp luôn. Bên nào cũng đẹp. Ô thế có cái cục đá. Đá các chữ mà đọc được. Hả? Các chữ này. Có các chữ nhưng không đọc được. Chữ này chữ của Tràm. Dùng vào nhìn thấy chữ. Có đây là chữ này. Chữ này sao mà đọc được? Chữ này chỉ người chăm người ta đọc thôi. Người chăm thì người ta đọc. Quay vòng người quý xem nhé. Bây giờ đi xuống rồi. Rất là dốc. Dốc cho nên phải đi từ từ. Mà con sóc này thì nó sợ độ cao. Đi là nó ngoắng. Đi rất là chậm. Rất là chậm quý vị các bạn. Không thể đi nhanh được. Thì nó rất là dốc. Vừa đi vừa nhìn đường. Rồi. Đấy quý vị các bạn nhá. Bây giờ mình vào thăm khu trưng bày lưu niệm nhá. Đây cái khu này.
tranh nghệ thuật. Tôi không muốn mở cái khu trưng bày. Rồi, anh em mình xuống rồi. Đây, buổi hôm nay đến cho Sóc Phông đi khám phá là con rang Tháp Chàm nhé, là Tháp Chàm của con rang quý vị các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.